Cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng thanh xuân của hai vợ chồng mình 7 năm trước Hồng Hà đến Đà Nẵng để chụp ảnh cưới ở phố cổ Hội An cũng như là bán đảo Sơn Trà. Thì 7 năm sau có hai cục cưng là Su Mì và Cu Ton, nên là lần này về Việt Nam thì hai vợ chồng mình quyết định quay trở lại đây để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa mà hai vợ chồng đã từng ở bên nhau. Cái thời gian yêu nhau thì nó rất là vui và ý nghĩa mọi người ạ. 7 năm sau quay lại thì cảm giác vẫn hạnh phúc nhưng mà có nhiều cái sự mối lo quan tâm hơn, đó là phải quan tâm đến con cái nhiều hơn. Hai vợ chồng không còn dành thời gian cho nhau nhiều. Như mọi người thấy thì Hồng Hà đang có mặt tại Mikazuki, tức là đang xem nhạc nước ở phía trước sảnh, vừa ăn tối cùng nhau vừa xem nhạc nước. Thì đây là lần đầu tiên mà gia đình mình trải nghiệm xem nhạc nước, cảm thấy rất là thú vị nè. Em Su Mì với To là khoái chí lắm cô chú ạ. Vừa ngồi ăn ở đây xong rồi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ở ngoài âm thanh nhạc rất là hay, rất là to, nhưng mà không có kịp chạy xuống cho mọi người xem á. Thường là nó sẽ có nhạc nước vào lúc 6:30, 7:30 và 8:30 đó. Thì mọi người canh những cái giờ đó để mình có thể xem nha. 7 năm có thể đối với mọi người là nó ngắn nhưng đối với Hồng Hà là một quãng đường cũng khá là dài rồi mọi người ạ. Tại vì cơ bản là hai vợ chồng mình nó khá là khắc khẩu nha. Tại vì ngang tuổi nên là Hồng Hà có nhiều quan điểm khác nhau, rồi nhiều sở thích cá tính cũng khá là khác nhau luôn. Nhưng mà sau một quãng đường dài 7 năm á, thì Hồng Hà nhận ra được là ok, vậy là hai vợ chồng cũng đã có thể dung hòa được với nhau, là một cả một kỳ tích rồi mọi người ạ. Một quãng đường khá là dài. Và bây giờ thì mình phải suy nghĩ tích cực, nhìn vào những cái điểm tốt của nhau để mà dung hòa nó, bước bỏ cái tôi của mình một chút, đồng cảm với đối phương một chút, thì Hà nghĩ là mọi chuyện sẽ rất là suôn sẻ. Và cũng chúc cho mọi người, những cặp đôi đang yêu nhau rồi, bên nhau rồi, hoặc là đã có con rồi, thì chúc cho mọi người luôn hạnh phúc, ấm êm bên gia đình, ông bà, cha mẹ và những người yêu thương nhất của mình nha. Chào mọi người, nhà mình sẽ lên đồ. Lên đồ, lên đồ. Công chúa xuống. Mọi người sẽ theo chân cả gia đình Hồng đi ăn thử ở trong đây xem là nó có ngon không. Sạch sẽ thì sạch sẽ rồi, đẹp thì đẹp rồi, vui chơi cũng ok. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử xem là đồ ăn ở trong này giá cả rồi chất lượng nó như thế nào nha mọi người nhé. Lâu lắm rồi giờ mới được chồng đưa đi ăn đó mọi người. Hôm nay là một dịp đặc biệt nên là nhà Hà ai cũng lên đồ rất là điệu, trừ đôi dép của Su Mì của chú, tại vì đi đôi đó nó thoải mái á. Hà sẽ quay từng ngóc ngách cho mọi người. Anh ơi, đây là nhà vệ sinh nè anh. Đây, có nhà để chờ nè. Thật ra không có nhiều sự lựa chọn đâu, sẽ có sushi. Sushi với lẩu đúng không anh? Đem Hà cho mọi người coi sushi ở đây. Tối nay thì nhà Hà sẽ chưa ăn sushi đâu, để Hà coi như thế nào, tại vì nhà Hà có con nhỏ. Ok, Su Mì không phải ăn sushi, đi kiếm tiếp. Ok, vậy đi đi con. Lát tóc khô mẹ buộc tóc cho. Chisuka thích ăn sushi. Ừ. Đi theo bố kìa. Ở đây thì là chỗ đi rộng rãi, thoải mái, mọi người rất là được là tự do và riêng tư á mọi người. Nên là mọi người thấy Hà quay video thoải mái không? Tại vì không có người, nó rộng lắm. Hết rồi anh ơi, em thấy có mỗi hai cái là tiệm bánh thôi à. Hết rồi mọi người ơi. Ở đây có khu vui chơi cho Su Mì nữa nè. Ở đây có một cái nhà hàng nữa. Đây, nhà hàng đang coi là nhà... Anh ơi, đây có một nhà hàng nữa nè. Mà vô hỏi xem ở trong này bán cái gì nha. Ở kia mình nhìn ra núi Phú Sĩ nè mọi người. À đây nè, anh ơi, The Blue Restaurant nè. Để em vô coi trong đó là gì. Trên lầu hình như cũng có nhà hàng nữa mọi người ơi. Để vô đi hỏi thử coi sao. Đây là Blue Restaurant. Nhà Hà vô đây để gọi cho em Su Mì nha mọi người. Còn hai vợ chồng Hà quyết định qua ăn lẩu. Rồi bây giờ Hà dắt mọi người qua đây, hai vợ chồng Hà sẽ ăn lẩu. Anh vô nhanh không, người ta sắp đóng cửa đến nơi rồi. Yeah. Yeah.
Đi cho anh một cho em một bàn bốn. Dạ. Ở đây có mấy cái ô khung khung như thế này á mọi người, nhìn nó riêng tư á. Đó, cho đi đông người 8 người, 10 người là mình ngồi trong mấy cái phòng này nè. Hà đi dẫn mọi người đi một vòng cho mọi người nhìn nha. Cảm ơn em. Em ơi cho chị đi một vòng lên đây chị tham quan đó nha. Là trên này sẽ là có mấy cái booth đồ ăn á mọi người. Nước sốt nè, mì nè, salad nè, mì rồi bánh canh. Hà qua mấy cái quầy này là topping để là pha nước chấm nè mọi người. Trời không biết pha làm sao luôn á. Quá trời thứ luôn mọi người ơi. Đây là sốt ngũ vị nè. Tương ớt, mayonnaise, đường hả ta? Đúng rồi, mayonnaise tương màu hồng nè. Rồi sốt màu đỏ nè, tương cà. Sốt mè, củ cải bào. Đây có các loại mì mọi người, xong rồi nấm nè. Quá trời luôn mọi người, tươi lắm. Rau, củ rồi mình tự nhúng hết. À có kem đó hả? Ồ, tức là mấy cái này mình tự bỏ vào nồi lẩu mình nhúng đúng không em? Dạ. Nước trà, nước lọc. À đây kem đây ạ. Thì kem là có sô-cô-la với vani. À tự lấy luôn, ăn trắng miệng đúng không em? Ok, rồi chị, cảm ơn. Ba chị thịt heo này. Dạ. Với một combo rau năm. Mì ra hết chưa em? Dạ, mì là một phần mì ra này ạ. À. Rồi, cho thêm một cái combo dạ, nữa. Combo là như này đấy ạ. À. Dạ rồi. Ok. Toàn đói quá cô chú nhìn ngồi cắm miệng, cắm muỗng kìa. Mọi người, hôm nay Hà may mắn ghê, chồng Hà bao hết cái quán này luôn. Đúng không anh? Đi đâu cũng mỗi mình. Hôm nay đi đâu cũng mỗi mình thôi. Thôi con. Nè, cô chú biết không? Ông ấy rất là bệnh nha, cực kỳ bệnh. Cái gì nhặt lên bỏ mồm. Lậm đất. Nhưng mà nếu như mà tay mà dơ là xuẩn. Nhà mình hôm nay sẽ ăn rau. Cho em mượn đĩa rau coi. Loại rau thập cẩm với lại bò với lại ba chỉ heo nó giống nhau của em hả? Dạ đúng rồi. Cái này bò. Dạ đây là 100g bò Úc. 100g bò Úc. Đây nè mọi người, đây là bò Úc nè. Mà Hà thấy bò Úc với lại ba chỉ y như nhau luôn á. Hà không phân biệt được cái nào là bò. Cái này nó đỏ tươi hơn. Cái này là ba chỉ nè. Dạ. Có. Mì trứng đó con, cái đó là mì trứng cho con đó. Bên này sẽ là cay nè mọi người. Bên này không cay cho su mì nè. Rồi anh cho vô đi. Su mì thích ăn cái gì thì con thả vô đây nha. Ôi ông bà cô chú nhìn. Ôi nhè rồi. Ôi nhà sao luôn à? Đây, anh toàn cho ăn bacon rồi hả? Đúng rồi, con ăn đây, con ăn đi. Bố ơi, khoái cà rốt kìa bố kìa. Mà như nào? Như nào? Anh muốn gọi thêm thịt cho con ăn chán chưa? Con ăn nữa không? Con ăn nữa, mình thịt cơm. Cho anh một thịt heo. Dạ rồi ạ, hiện tại nhà hàng em 9:30 sẽ bắt đầu. Cái đó là cái cuối cùng đó. Dạ, một phần heo là gốc. Dạ rồi. Lo ăn không nhỉ? Lo cho con á. Bà nhỏ ăn thế này thế. Ôi, ôi, cô chú. Nhưng mà nhìn nó yêu quá. Cô chú nhìn thấy không? Xung thì đòi phải order thêm. Không biết là bà lát nữa bố chỉ gắp thịt cho con thôi. Bố mushroom con không cần phải ăn, được không? Nhưng mà hồi nãy bố bị lừa mushroom cho em con luôn. Cho em con ăn. Cho em con. Cho con mushroom. Ủa, thịt trẻ. Đúng không? Ăn cái con cà rốt con, uống cái con cà rốt.
đâu nữa đó. Xuân Mỹ ơi, ngon không? Ngon nè. Nào xúc lên mẹ nhìn cái coi. Hết nhẵn rồi. Hết rồi hả? Còn vừa nãy xúc khoảng thịt ăn phát hết luôn. Ừ, giỏi quá ta. Nè, nhìn mẹ ba. Nhâm nhâm nhâm. Đây, nhúng thịt cho con. Đó, bố đang nhúng cho con nè. Sao bố phải trắng? Nhúng xuống chín. Nhà Hà đi kiếm ông chồng Hà, rồi tự nhiên đi ra thấy ổng nằm trong này. Chịu nổi không? Cái này là cái vùng tắm lộ thiên đó mọi người. Anh ơi, coi chừng lộ hàng nha anh nha. Rồi sao đưa con ra đây nữa trời ơi. Ừ, sao tan? Trời ơi, ôi trời ơi. Đi vô nhà đi. Nước ấm không anh? Hả? Nước ấm không mà? Ấm. Sướng lắm. Trời, cái bồn này nó bự quá mọi người hả? Sướng. Mẹ ơi, con đang chuẩn bị đi tắm rồi. Đi. Sao con lại tắm? Tắm rồi. Anh bày trò ra đây rồi con cái, tụi nó qua đây nó quậy hết nè cả nhà ơi. Mọi người ơi, ở ngoài kia là ngoài trời đó, thì mình tắm ở ngoài lộ thiên nhưng mà không có sợ ai nhìn đâu cả nhà. Đó. Ngoài kia là bờ biển kìa, ngoài xa đó là biển á. Tối hù đen xì luôn. Thôi anh ơi, ngâm mình lẹ lẹ đi, anh bày trò quá à. Nửa đêm nửa hôm rồi, lộ hàng bây giờ nè. Người ta thề, người ta là phụ nữ, người ta tắm ống đi, ống ngồi, ống enjoy, ống relax. Cái gì vậy Xuân Mỹ? Con